lại gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Và Diễm Loan rất mong là ngày hôm nay chúng ta sẽ lại có những câu chuyện chia sẻ rất thực tế, giúp cho người người nhà nhà chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe thật là tốt, đặc biệt là trong những ngày mà chúng ta vẫn còn mang ân hưởng của mùa xuân. Thưa quý vị, nói một chút xíu về chế độ dinh dưỡng quý vị nha. Những ngày xuân chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nhiều, chúng ta sẽ có những món ăn ngon và chúng ta cũng sẽ có những món rất là đặc biệt, hay là những cái bữa cơm sum họp gia đình, thì lúc này mọi người đều muốn là sẽ ăn uống cùng với nhau, gọi là bữa cơm đoàn tụ. Nhưng mà có một số người mắc một số những cái căn bệnh nhất định, chẳng hạn như là quý vị nghe đó là tình trạng đường huyết cao. Thì với những cái nhóm người này, họ có thể ăn uống thoải mái hay không, hay họ nên kiêng khem như thế nào? Thì bây giờ Diễm Loan sẽ mời quý vị cùng xem qua tiểu phẩm của chương trình trước khi chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ để có câu trả lời thỏa đáng nhé. Và bây giờ thì thạc sĩ dinh dưỡng Trương Nhật Khuê Tường sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta về câu chuyện có liên quan đến những người có đường huyết cao và hỗ trợ những thông tin cần thiết dành cho họ quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào tất cả các bạn. Thưa bác sĩ, bây giờ mà nói tới những người có đường huyết cao thì Loan cảm thấy rất là lo lắng. Và ta không biết là với những người mà có đường huyết cao như vậy mà họ ăn uống không có điều độ thì có thể dẫn đến biến chứng như thế nào ạ? Thường là những cái dịp cuối năm là dịp mà chúng ta có thể là đi khám tổng quát, thì chúng ta thường được dặn rằng là phải nhịn đói ít nhất là 8 tiếng trước khi thử máu. Thì trên cái kết quả xét nghiệm đó, nó có thể là nó có kết quả xét nghiệm đường nhanh, hoặc là nó có một cái chỉ số gọi là HbA1c, tức có nghĩa là đường trung bình trong 3 tháng của bệnh nhân. Thì nếu như mà cái chỉ số HbA1c của bạn mà nó hơi cao hơn một cái mức bình thường, nhưng mà nó chưa tới một cái mức, nó chưa tới mức gọi là đái tháo đường, ví dụ như là nó trên 5.8, thì lúc đó rằng là cơ thể của bạn đã báo động rằng là lượng đường ở trong máu nó hơi cao rồi đó. Thì những người mà đường huyết cao, nó sẽ bao gồm là những người có những cái chỉ số đường huyết cao hơn cái mức bình thường nhưng chưa tới cái mức được gọi là đái tháo đường, thì những người này sẽ gọi là tiền đái tháo đường. Như vậy thì với những người mà ở cái giai đoạn tiền đái tháo đường, có nghĩa là họ chưa thật sự mắc bệnh và chưa thật sự phải điều trị theo như phát đồ điều trị của người bị đái tháo đường, đúng không ạ? Thế thì chắc là họ sẽ cần phải quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, đúng không bác sĩ? Đặc biệt là đối với là những người mà ở giai đoạn tiền đái tháo đường, nếu như mà ở ngay cái giai đoạn này họ tập trung vào thay đổi cái nếp sống, thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn, thì nó có thể giúp cho họ quay lại cái chỉ số đường huyết bình thường. Thì đây là một cái cơ hội khá là tốt. Khi mà áp dụng một cái chế độ dành cho người tiền đái tháo đường thì nó cũng sẽ gần như là những người đái tháo đường type 2 thôi. Nó vẫn phải đảm bảo đầy đủ cái nhóm thực phẩm và sự đa dạng của các nhóm thực phẩm. Chỉ là mình phải chú trọng một số nhóm thực phẩm mình phải tăng lên một chút và một số nhóm thực phẩm mình phải giảm đi một chút. Mà giảm thì trước tiên mình phải nhắc tới là cái nhóm đường bột. Có thể ăn buổi sáng một chén phở, một chén là một chén bánh phở, và buổi trưa thì một chén cơm ngan, buổi chiều cũng là một chén cơm ngan. Trái cây thì họ có thể ăn được hai phần, mỗi phần tầm khoảng là 80-100 gram, và họ vẫn có thể uống được thêm là một phần sữa tươi không đường tách béo và một phần sữa chua ít đường. Ngoài ra thì là mình phải tăng nhóm đạm lên. Đối với lại những người mà đái tháo đường thì cần phải tăng cái khẩu phần đạm hơn cái người bình thường tầm khoảng là 20-25%, vì ăn đạm nhiều hơn nó cũng sẽ giúp cho cái việc hấp thu đường huyết chậm hơn là mình ăn đơn thuần là đường bột. Ngoài ra thì còn cái nhóm rau củ cũng mà hỗ trợ rất là đắc lực trong cái chế độ ăn đái tháo đường. Vẫn là một cái khuyến nghị, đó là những người trưởng thành cần phải ăn tầm khoảng là 400-500 gram rau một ngày. Như vậy là qua chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta thấy rất rõ là các nhân vật trong tiểu phẩm, cũng như là quý vị khán giả nào mà chúng ta có đường huyết tăng cao thì quý vị cũng đã có cách để chúng ta ăn uống sao cho nó điều độ, nhưng mà cũng không quá căng thẳng, để chúng ta ổn định được cái lượng đường huyết của mình. Tuy nhiên thì theo như Loan được biết, đó là đã nói tới vấn đề về tiểu đường, dù là tiền tiểu đường đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải quan tâm đến cái vấn đề về vận động kết hợp thì nó mới đạt được cái hiệu quả ổn định đường huyết, đúng không bác sĩ? Chắc chắn rồi. Kể cả là cái người không mắc bệnh lý mãn tính mà cái người bình thường vẫn cần phải vận động mỗi ngày để tăng cường chuyển hóa nè, duy trì một số chức năng của cơ thể, và nhất là nó có tác dụng rất là lợi ích lên hệ tim mạch tuần hoàn của chúng ta. Nó sẽ làm tăng sức bền của các cơ tim, tuần hoàn máu,
Và từ đó là nếu như kể cả là những người mà có đái tháo đường á, đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ ổn định đường huyết hơn là những người mà không vận động. Dạ, thưa quý vị, qua chia sẻ này thì có lẽ là quý vị sẽ thấy là những cái ngày xuân, những cái ngày Tết là những cái ngày mà chúng ta để cho cơ thể của mình thả lỏng rất là nhiều. Thì trong đó có cái việc chúng ta buông lỏng các chế độ ăn uống và cũng không dành quá nhiều thời gian cho cái việc tập luyện thể dục thể thao. Thay vào đó là những cái giờ phút chúng ta ngồi một chỗ vui chơi cùng với người thân của mình nhiều hơn. Hoặc là chúng ta đi chơi nhưng mà cũng khá là thụ động trong cái việc là chúng ta vận động cơ bắp. Vậy thì hãy kết hợp, vừa là chúng ta vui chơi nhưng vừa là chúng ta phải ổn định được cái đường huyết của mình nữa. Đây là cái lời khuyên mà Loan nghĩ là bất kỳ một cái người nào đang có cái đường huyết cao đều sẽ phải thật sự quan tâm đấy ạ. Để tránh cái việc biến chứng trở thành đái tháo đường thật sự như bác sĩ đã có chia sẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm chia sẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình vào sáng ngày mai để chúng ta cập nhật thêm những kiến thức về y khoa thật cần thiết quý vị nhé. Xin chào tạm biệt ạ.